Thời gian gần đây ở khu Little Sài Gòn đã xuất hiện nhiều người cầm bảng ghi chữ Homeless, đứng trông mong lòng hảo tâm của ông lái qua và lái lại, ngay trên con lươn của hai con đường chính là Bosa và Broadhurst. Họ đông đến nỗi phải chia giờ cho công bằng, vì có đến cả chục người muốn vị trí đắc địa này. Gần như là lúc nào cũng có hai người Homeless thay phiên nhau đón nhận lòng hảo tâm của những cư dân Little Sài Gòn đi qua góc đường này. Quan sát từ xa, chúng ta nhận thấy là trung bình mỗi giờ mỗi người nhận được khoảng 14 lần người lái xe dúi vào tay một cái gì đó, có thể là tiền mặt, có thể là thẻ mua thức ăn, mà cũng có thể là thức ăn. Nghĩa là nếu tính trung bình mỗi lần họ nhận được là 1 USD thì trong một giờ họ kiếm được khoảng 14 đồng. Như vậy, nếu mỗi ngày làm việc 8 giờ đồng hồ thì mỗi người kiếm được trung bình là khoảng 112 đồng. Còn số đó cũng không hẳn là chính xác, vì người có lòng hảo tâm lúc có, lúc không, và không ai có thể đứng ngoài nắng giữa đường 8 tiếng một ngày. Mùa nắng trung bình một người chỉ đứng được chừng vài giờ thôi. Nội dung chia sẻ này xin đề cập đến vài gương mặt tiêu biểu của những người vô gia cư đang sống nhờ vào lòng hảo tâm của cư dân Little Sài Gòn. Có hai vợ chồng người Mỹ trắng Homeless cùng xin tiền ở ngã tư này là ông Larry và bà Lori. Lâm vào cảnh đường cùng, chúng tôi mới phải ra đây xin tiền, nhưng không có nghĩa là chúng tôi thích làm việc này. Bởi vậy, ngày nào vừa đủ chúng tôi nghỉ ngay, ông Larry giải thích. Còn bà Lori cho hay, hôm nào xin được 73 đồng là tối hôm ấy chúng tôi có thể vào motel ở Anaheim để ngủ, chứ không phải là homeless ngủ bờ ngủ bụi. Ông Larry thêm vào, lâu lâu vừa được ngủ motel, vừa không phải nhịn đói là một ngày hạnh phúc của chúng tôi, tạm quên đời homeless vài giờ. Niềm hạnh phúc của họ không phải vì được nằm trên giường êm ái trong phòng có máy lạnh, mà vì được tắm rửa sạch sẽ. Sau khi mất nhà, tôi mới biết tận hưởng thú vui đơn giản nhất đời là sự tắm rửa, bà Lori tâm sự. Làm dân homeless là mất quyền làm người. Hai vợ chồng ông trở thành homeless đã 3 năm nay và biết góc đường này chừng vài tháng nay. Số tiền họ cần để được vào motel ngủ đó là 75 đồng, nếu được hơn là có tiền ăn uống. Nói chung, có được 90 đồng là quá đủ cho vợ chồng tôi bữa đó. Để được số tiền này, có bữa chỉ cần vài tiếng thôi, nhưng có nhiều ngày chưa được phân nửa, bà Lori nói như vậy. 5 năm trước đó, hai vợ chồng ông ở nhà người chú chăm sóc cho ông ấy. Chú tôi qua đời năm 89 tuổi, chúng tôi ẩn náu lại được vài tháng thì gia đình bán nhà, khiến chúng tôi bắt đầu kiếp homeless, ông Larry chia sẻ. Trước đó, ông làm việc cho hãng Kingsford tại Gun Road, chuyên sản xuất phuộc nhún cho các loại xe. Ông nói, được vài năm bỗng nhiên tôi bị nhận những trận nhức đầu kinh khủng, bác sĩ của hãng cho biết là tôi phải thôi việc vì bị dị ứng với một số hóa chất mà hãng thải ra. Vợ ông bà Lori bị láng tai bẩm sinh và vì thế dễ bị mất thăng bằng nên không xin việc toàn thời gian được. Bà hiện có tiền cấp dưỡng nhưng không đủ cho hai vợ chồng sống. Hàng ngày bà Lori đứng giữa đường Brosa và ông Larry đứng giữa đường Broadhurst. Ông Larry nói, đầu con lươn giữa đường Brosa lớn hơn bên Broadhurst. Nhà tôi hay mất thăng bằng nên đứng ở Borussia an toàn hơn. Mùa nắng buổi sáng họ đã đứng xin tiền lúc 8 giờ, đến khoảng 3 giờ trưa thì phải nghỉ. Nhiều lần cảnh sát yêu cầu họ phải vô lề đường vì đứng trên con lươn tại ngã tư rất là nguy hiểm. Tôi biết có người như chúng tôi bị xe đụng chết ở Anaheim, nhưng đành phải vậy chứ biết làm sao. Vô lề thì không có tiền, ông Larry than thở. Dân homeless đâu được lựa chọn. Ông Larry năm nay 60 tuổi và bà Lori 63 tuổi, họ chưa hề có tiền án bao giờ. Cả hai người đang đợi một người quen mở tiệm bán gia súc ở Stanton để về đó làm việc. Ông Larry có thể làm việc trên computer, còn bà Lori đã từng làm việc về quảng cáo. Nhanh thì trong vòng nửa tháng, chậm thì chừng 2 tháng là ông ấy lo xong mọi thủ tục mở tiệm, bà Lori nói với niềm hy vọng. Lý do để cặp vợ chồng không chán nản và tuyệt vọng trong những năm homeless vừa qua là nhờ vào niềm tin tôn giáo. Họ đi nhà thờ bất cứ khi nào được. Người Việt Nam dễ cho chúng tôi tiền, họ cho và không bao giờ mắng chửi hay bảo chúng tôi phải đi làm. Bà Lori nói, chắc họ thương dân homeless. Khi hỏi ông nghĩ sao mỗi khi nhận tiền từ tay người khác, ông Larry trả lời vỏn vẹn xấu hổ lắm. Từ 3 giờ chiều trở đi, ông Jeff Wall thế chỗ của bà Lori. Ông là người luôn luôn có nụ cười tươi tắn trên môi. Khác với vợ chồng ông Larry, ông Jeff là người có tiền án. Ông đến khu này cũng vì người Việt thường dễ dãi hơn với tiền lẻ và dễ dãi với dân homeless. Hãy nghe ông Jeff nói về mình. Năm nay tôi 39 tuổi, sinh ra ở Florida.
Nhưng sau nhiều lần trôi dạt, tôi ở California đã nhiều năm. Ngay từ hồi 13 tuổi, tôi đã ngỗ nghịch, phá làng, phá xóm. Ông Trev cho biết, ông sẵn sàng nói thật về quá khứ không hay vì ông nghĩ rằng đây là cách để ông tỏ bày lòng hối hận về những việc làm sai trái của mình. Ông bắt đầu cuộc đời bằng sự đua đòi chúng bạn. Ông bỏ nhà ra đi năm 14 tuổi mặc dù cha mẹ ông không hề ngược đãi. Ông nhìn nhận tất cả là do tôi. Tôi cũng không biết vì sao tôi thích đi bụi đời. Có lẽ vì tôi ham vui thôi. Hồi trẻ tôi tưởng homeless là lãng mạn. Rồi ông phạm phải những lỗi lầm như trộm vặt nhiều lần và bị đưa vào trại cải huấn cho thanh thiếu niên. Đến năm 16 tuổi, ông cùng một người bạn lấy chiếc xe trốn trại và bị bắt ngay sau đó. Ông bị buộc tội ăn trộm xe và kết án 18 tháng tù. Mãn tù, ông không tìm được việc làm vì có tiền án. Ông sống lây lất, nay đây, mai đó, từ Florida đến Louisiana, đến Nevada và rồi California. Hiện giờ, cha và em gái của ông đang ở Newport Beach, nhưng họ không thể đưa ông về ở chung vì không muốn ông gần mấy đứa cháu. Tôi không hề oán trách cả cha lẫn em tôi. Họ không tin tôi là đúng rồi, ai mà ưa được thằng homeless. Từ xưa tôi đã có những lỗi lầm mà ngay cả tôi cũng còn xấu hổ. Lần cuối ông gặp cha là vào dịp Giáng sinh. Ông cũng có gọi điện thoại hỏi thăm cha một tháng đôi lần. Mẹ ông vẫn sống ở Florida và đã quá mệt mỏi nên giờ không dám đưa ông về. Thôi cũng được, tôi có tội thì bây giờ tôi phải chịu đời homeless. Tôi chỉ mong Thiên Chúa chứng giám cho sự hối cải của tôi bây giờ. Ông nói khẽ như vậy. Mỗi ngày ông cần 20 đồng, 15 USD là để mua cần sa trị bệnh. Không có, tôi bị động kinh. Tôi có giấy bác sĩ. Biết nhiều người sẽ mất thiện cảm đối với tôi khi nghe nói đến cần sa, nhưng tôi không muốn nói dối. Rồi tôi cần thêm 5 đồng nữa để mua thức ăn, nước uống là đủ rồi. Dư ra tôi mua thuốc 3 số 5. Ông nghiện thuốc 3 số 5 từ lúc về khu Little Sài Gòn. Có một ai đó cho ông nửa gói thuốc, hút vào, ông thích quá và lần tìm mua hút từ đó. Ông Nguyễn Quang Ánh ở Fountain Valley nói là tôi tuyệt đối là không cho bất cứ gì cho những người homeless này. Nghèo bên này có chính phủ, bệnh cũng có chính phủ, họ phải làm gì thì mới phải ra đứng đường. Ông Nguyễn Phước Tùng, cư dân Garden Road thừa nhận, thỉnh thoảng tôi cho họ chút tiền lẻ, hoặc thẻ mua thức ăn của Del Taco hay McDonald's, chừng 5 đồng hay là 10 đồng thôi. Tôi nghĩ làm phúc ở ngay trong cộng đồng mình là tiện nhất và thiết thực nhất. Bà Nancy Hồ, cư dân Westminster nói, hôm nào qua đây thấy họ, tôi mừng trong lòng. Họ đủ lương thiện để xin tiền là tốt rồi, còn hơn là họ trộm cắp khi mình vắng nhà. Kính thưa quý vị, Los Angeles là một trong những thành phố nổi tiếng nhất trên thế giới, với vẻ hào nhoáng và quyến rũ của Hollywood. Nhưng những hình ảnh được các nhiếp ảnh gia chụp lại đang cho người xem thấy thực tế nghiệt ngã của một số cư dân Los Angeles, thành phố vô gia cư của nước Mỹ. 44.000 người không nhà cửa sinh sống trong thành phố của các thiên thần. Họ chui rút trong xe, lều bạt hoặc các túp lều tạm bợ. Nhiều người trong số họ sống dọc theo bờ sông Los Angeles, chạy từ thung lũng San Fernando đến Long Beach, kéo dài trên một khoảng cách gần 80 km. Vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi thành phố phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp cũng như đang nỗ lực tìm kiếm 100 triệu USD để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009 đã khiến số lượng người vô gia cư đã tăng lên nhanh chóng ở California. Nhiều người trong số những người vô gia cư sống dọc theo bờ sông Los Angeles, nơi cho ra đời nhiều bộ phim bom tấn Hollywood. Một cụm chính của người vô gia cư sống ở khu vực trung tâm LA, ngủ dưới gầm cầu hoặc trong các khu vực tuyến đường sắt. Ước tính có khoảng là 800 người sống trong khu vực lòng sông Los Angeles và cống thoát nước, nơi họ phải đối mặt với các nguy cơ lớn khi có lũ. Theo cơ quan dịch vụ vô gia cư ở Los Angeles, dân số này đã tăng thêm 20%. Vào đầu năm, thành phố đã công bố một kế hoạch 10 năm với mục tiêu đầy tham vọng là nhằm kết thúc tình trạng vô gia cư. Thành phố hy vọng là sẽ thuê nhân viên xã hội cung cấp nhà ở chất lượng và xây dựng nhà kiên cố. Hiện giờ là có khoảng 44.000 người sống mà không có nhà ở thích hợp. Nhiều người phải ngủ trong xe hơi, lều hoặc là lều tạm. Nhiều người vô gia cư chọn sống ở Los do thời tiết ôn hòa và dịch vụ xã hội tốt. LA dành khoảng 1 tỷ USD mỗi năm cho chăm sóc phúc lợi y tế, tâm thần và xã hội cho người vô gia cư, không bao gồm chi phí cảnh sát. Với 44.000 người vô gia cư sống ở các quận,
2 phần 3 trong số đó ngủ trên đường phố, lều hay xe. Nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đang tìm kiếm 100 triệu để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Los Angeles thường được biết đến với sự quyến rũ nổi tiếng của Hollywood, nhưng chỉ từ năm 2013 đến năm 2015, số lượng người vô gia cư tại đây đã tăng 12,4%. Trong khi đó, tỷ lệ những người sống trên đường phố hay trong xe của họ đã tăng 85%. Những người vô gia cư ở New York, thành phố lớn nhất nước Mỹ, đông hơn ở LA với 57.000 người, nhưng 9% trong số họ có chỗ cư trú không giống như ở LA. Chính quyền Los Angeles đang đề xuất một số phương án để giải quyết vấn đề này. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.